hello xin chào tất cả bạn chào mừng các bạn quay trở lại với video mới nhất của mình nhé thì ngày hôm nay mình lại tiếp tục hướng dẫn cũng như là chia sẻ cho tất cả bạn về một cái trang web mà giúp chúng ta thể kiếm được cái đồng tiền điện tử blb hay còn gọi là cái đồng token cần blb ấy, hoàn toàn là miễn phí nhé và ở trên cái trang web này thì bản thân mình đã rút tiền thành công rồi nên là các bạn có thể tham khảo và tham gia luôn cho mình ở đây chúng ta tham gia lại hoàn toàn là miễn phí nhé hiện tại nó có rất là nhiều nhiệm vụ để giúp các bạn thể kiếm được cái số lượng satoshi của đồng btc và nó trả thưởng cho chúng ta cũng khá là cao nhá rồi bây giờ mình sẽ vào hướng dẫn các bạn là cách đăng ký và cách kiếm được cái đồng token blb này nhá thì trước khi vào hướng dẫn lâm xin phép các bạn 5 đến 10 giây nhá thì những bạn nào mà lần đầu tiên biết đến kênh của lâm ấy thì các bạn có thể ủng hộ lâm bằng cách là các bạn có thể đăng ký kênh cho lâm này Kèm theo đó là các bạn thể ấn vào hình quả chuông ở đây cho mình nhé. Rồi nhấn vào ô tất cả ở đây để các bạn có thể nhận được những cái thông báo mới nhất từ những cái video mà khi mà Lâm đăng lên kênh của Lâm nhé. Và các bạn có thể nhận được cái thông báo đó, các bạn có thể vào tìm hiểu về cái những cái ứng dụng mà Lâm chia sẻ hay là những cái trang web mà Lâm chia sẻ nhé. Để các bạn thể cập nhật mới nhất này. Rồi bây giờ mình sẽ vào hướng dẫn nhé thì cái trang web ngày hôm nay mình chia sẻ cho bạn cái đường link tham gia thì lâm sẽ để dưới phần mô tả nhé ở đây thì cách đăng ký của nó rất là đơn giản thôi và cái trang web này lâm cũng đã chia sẻ cho bạn một đến hai lần rồi nếu mà bạn nào mà thường xuyên theo dõi kênh của lâm ấy thì các bạn cũng biết đến cái trang web này rồi nhá nó rất là uy tín và đặc biệt chúng ta tham gia lại hoàn toàn là miễn phí rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký này các bạn để ý cho mình nói bên trên này nó có dấu bốn uh, gạch các bạn dấu bốn gạch nhé ở đây nó hiện lên cái mục sign là đăng ký này, login là các bạn đăng nhập nhé, đây để lâm dịch ra tiếng việt cho các bạn dễ hình dung nhá. Rồi đây nó sẽ hiện lên đăng ký và đăng nhập luôn này. Các bạn ấn một phần đăng ký đây cho mình này, đối với bạn nào mà chưa có tài khoản nhá. Đầu tiên thì các bạn sẽ ghi cho mình tên tài khoản của bạn vào đây này, mình sẽ ghi vào đây viết liền không dấu cho mình nhá, Hoàng Đức Lâm ra đây này. Rồi sau đó các bạn sẽ điền cho mình cái mai nhá cái Gmail ở trong điện thoại của bạn ấy. Bởi vì sao? Bởi vì tí nữa nó sẽ gửi một cái tin nhắn về Gmail cho chúng ta để các bạn có thể confirm nhá. Rồi các bạn sẽ điền cho mình hai lần cái mật khẩu của bạn vào đây nhá. Mật khẩu làm sao mà các bạn cảm thấy dễ nhớ nhất cho mình này. Ở đây thì nó sẽ hiện lên một cái phần tôi đồng ý với tất cả các điều khoản, các bạn tích vào đây cho mình. Rồi dưới này nó sẽ hiện lên cái một phần xác minh mã captcha đây này, xác minh hình ảnh nhé. À, sau khi mà chúng ta xác minh xong rồi nó hiện em tích màu xanh đây các bạn ấn một phần đăng ký đây là chúng ta có thể đăng ký thành công được cái tài khoản thôi cách tạo tài khoản ở trên cái trang web này nó khá là đơn giản nhá rồi bây giờ mình sẽ vào cái mình sẽ vào cái mục đăng nhập nhá sau khi mà chúng ta tạo tài khoản xong rồi để các bạn ấn một phần đăng nhập đây cho mình nhá rồi bây giờ lâm sẽ đăng nhập vào cái tài khoản mà lâm đã đăng ký ở đây rồi Khi mà các bạn đăng nhập thành công nhá thì nó sẽ có một cái giao diện như thế này. Ở đây thì nó sẽ hiện lên tên tài khoản của chúng ta này, của mình là Hoàng Đức Lâm đây nhá. Và nó sẽ hiện lên cái tổng số satoshi của bạn có ở đây nhá. Hiện tại thì Lâm đang có ở đây như các bạn để ý này là 3799 satoshi của cái đồng token BLB và tí nữa Lâm sẽ hướng dẫn các bạn là rút cái số lượng satoshi này về. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn làm thế nào để chúng ta có thể kiếm được nhiều cái số lượng satoshi này nhá. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn đầu tiên các bạn sẽ ấn một phần dấu ba gạch ở đây cho mình này. À, dấu bốn gạch các bạn ạ, dấu bốn gạch nhé. À, trong cái mục dấu bốn gạch này các bạn sẽ chú tâm cho mình có hai phần. Phần đầu tiên đó là phần xem quảng cáo này. Phần thứ hai đó là mục vòi đây nhé. Còn phần thứ ba là các bạn có thể đi chia sẻ mời bạn bè ở đây. Đầu tiên thì các bạn ấn một phần xem quảng cáo ở đây cho mình nhé. Ở à, trong mục xem quảng cáo này nó sẽ có 3 phần như các bạn để ý này. Đấy, à, xem quảng cáo lướt sóng này, à, quảng cáo cửa sổ này, quảng cáo video nhé có ba cái quảng cáo để chúng ta có thể xem đấy rất là nhiều nhiệm vụ và mỗi một cái phần trong này nó hiện ra rất là nhiều những cái video để các bạn xem nhé đây giả sử lâm sẽ vào cái đầu tiên quảng cáo lướt sóng này đi đây như các bạn có thể để ý ở đây cho lâm này À, như lúc đầu video Lâm đã chia sẻ, hiện tại ở trên cái trang web này nó có rất là nhiều nhiệm vụ để các bạn thể tham gia, cũng như là nó trả thưởng cho chúng ta khá là lớn. Và ở đây chúng ta đang có là 26 cái video tương đương với là 26 cái quảng cáo ở đây nhá. Và giả sử như quảng cáo đầu tiên nó sẽ là 45 giây và các bạn có thể nhận được là 3,8 satoshi này. 30 giây 2,9 nhá. Số satoshi nó sẽ hiện đây và số giây nó sẽ hiện ở giữa này và tổng số người xem này các bạn để ý này. Đấy, cái quảng cáo này lên tới là 11 triệu lượt xem rồi. Đấy, rất là nhiều người tham gia rồi nhá. Lâm sẽ xem một cái quảng cáo nào mà nó ngắn để Lâm có thể hướng dẫn các bạn là xem nhá. Rồi, các bạn thể kéo xuống này. Khai thác, à, đây, giả sử nhá. Đây, các bạn để ý này. Giả sử Lâm sẽ hướng dẫn các bạn là xem một cái video này đi. Chúng ta sẽ nhận được là 1.6 Satoshi và nó chỉ có 10 giây thôi. Các bạn ấn mục dòng chữ màu xanh ở đây cho mình nhá. Rồi, nó sẽ chuyển sang này sang một cái trang web này rồi bây giờ các bạn sẽ chờ ở đây một lúc nhá hoặc là các bạn có thể quay trở lại đây này ở đây các bạn có thể để ý đây cho mình nhá và nó sẽ hiện đến cái số dây đây chúng ta chờ một lúc thôi là cái số dây này nó kết thúc và các bạn sẽ nhận được cái số lượng satoshi nhé 10 giây này 10 giây nó rất là nhanh xem hết chưa này các bạn có thể kéo lên trên trên này cho mình xem nó hết chưa này. nó hết nó tự cộng vào đây cho chúng ta nhé sau khi nó kết thúc ấy. Oh. Rồi mình sẽ chờ một lúc này Thường 10 giây nó rất là nhanh nhé Đây này Hình như là hết rồi các bạn Rồi mình sẽ thử sang cái quảng cáo bên này nào. Hình như là hết rồi các bạn Hết rồi nhé Đấy là cái quảng cáo đầu tiên nhé Đấy là cái quảng cáo đầu tiên mà chúng ta tham gia xem nhé Tiếp theo còn rất là nhiều những cái quảng cáo Và nó tự cộng vào số dư cho chúng ta nhé chúng ta phải tính làm thế nào mà đủ 10 giây nhá các bạn nhé đủ 10 giây thì nó tự động cộng tiền vào cái cái tài khoản chính của chúng ta nhá đây mình sẽ sang một cái quảng cáo khác đi xem nào ở đây nó có 3 tab này các bạn để ý này tab tiếp theo này đây sang tab thứ hai này tab thứ hai này cũng rất là nhiều quảng cáo để chúng ta có thể xem nhá tab thứ ba tiếp này đây, thứ ba này cũng vậy này đây mình sẽ xem một cái video nào đi hết rồi các bạn ạ. À, mình Rồi đây là cái phần à, phần đầu tiên nhé phần đầu tiên quảng cáo lướt sóng này, quảng cáo cửa sổ này. Đây mình sẽ sang cái mục quảng cáo cửa sổ nó cũng như vậy là các bạn có thể chia sẻ nhá. Ở đây các bạn có thể chia sẻ cho mình này. Đấy, chia sẻ lên những nhóm kiếm tiền này. Chúng ta có thể kéo xuống này, yêu cầu làm phút thanh toán ngay lập tức này. Đấy các bạn xem các bạn chỉ cần ấn mục dòng màu xanh này cho mình thôi là các bạn thể xem nhá đấy đấy là cái quảng cáo cửa sổ có 7 cái quảng cáo nhá à, còn quảng cáo video ở đây là có một cái đấy, các bạn ấn vào đây cho mình mình đã thử rồi nhá đấy là cái phần mà mình hướng dẫn các bạn xem quảng cáo nhá và sau khi bạn xem quảng cáo đây các bạn để ý này số lượng satoshi của mình nó sẽ được cộng vào đây cho chúng ta nhá là 3799 satoshi này đấy là cái phần đầu tiên mình hướng dẫn các bạn đã xem quảng cáo ở đây nhá hiện tại có rất là nhiều quảng cáo và nó trả cái số lượng satoshi cho chúng ta cũng khá là lớn nhá rồi cái phần thứ hai này cái phần thứ hai đó là cái mục vòi nhá cái mục vòi như các bạn để ý là ở đây nó sẽ hiện cái mục vòi đây này mình sẽ ấn mục phần vòi đây nhá để mình sẽ hướng dẫn ở đây là chúng ta cam cam cứ trong vòng 60 phút các bạn sẽ vào đây cam một lần và ở đây các bạn có thể cam được ba đồng coin nhá đây mình sẽ kéo xuống chọn cái đồng mà token blb này đây các bạn để ý cho mình nhé Đây là cái đồng token cần B là B. Các bạn sẽ ấn một phần cam đây cho mình nhá. Để ấn một phần cam đây này. Đơn giản lắm, những cái nhiệm vụ ở đây các chúng ta tham gia rất là đơn giản thôi. Và ở đây nó sẽ hiện cái mục đó là cam free này. Các bạn ấn mục phần cam free ở đây cho mình nhá. Ở đây chúng ta chỉ chờ trong vòng là 9 giây, 9 giây nhá, sau hết 9 giây này thì nó sẽ hiện lên một cái phần để chúng ta có thể nhận này. Rồi như vậy là xong rồi nhá. Các bạn để ý đây nó sẽ hiện lên một cái phần cam nào này xem mình sẽ nhận được bao nhiêu satoshi nhá rồi mình sẽ ấn lên đây cam nào này Ồ, oh, như vậy là mình đã nhận được ở đây là hai satoshi của cái đồng tốc cần blb đấy rất là đơn giản thôi và ở đây cứ trong vòng 60 phút chúng ta sẽ vào đây và chúng ta lại nhận nếu mà các bạn muốn cam nữa các bạn lại chọn một cho mình một đồng coin nữa nhá bởi vì ở đây nó cho chúng ta cam là ba đồng coin nhá đây giả sử lâm sẽ cam tiếp là cái đồng đồng dego này đi đồng dogecoin này nhá mình sẽ ấn một quần cam đây này có nghĩa kể cả các bạn cam cái đồng uh, Dego Nhưng mà cái số lượng Satoshi khi mà chúng ta rút tiền ấy, Khi mà chúng ta rút tiền chúng ta rút đồng nào Thì nó vẫn quy ra hết cái đồng đó cho chúng ta nhé Kể cả các bạn cam đây Bitcoin này ETH này Nhưng mà khi chúng ta rút cái đồng BLB là, là nó vẫn quy ra BLB cho chúng ta nhé Rồi các bạn một phần cam free ở đây cho mình nhá ở à, đây 9 giây này à, Hết 9 giây đây nó lại hiện lên cái mục uh, Đây nó sẽ hiện lên màu xanh đây cho chúng ta nhé nhiệm vụ đây rất là nhiều nhất là cái mục xem quảng cáo kia các bạn nào mà có thời gian đây mình sẽ ấn mục cam nào các bạn nào có thời gian các bạn xem quảng cáo đấy như vậy là mình sẽ nhận được ở đây là 7.118 satoshi của đồng đô coi để nó xử lý cho chúng ta này nó thưởng cho chúng ta cũng khá là lớn nhá và sau 60 phút chúng ta lại vào đây cam một lần đấy là cái mục thứ hai nhé cái mục thứ hai ở trên cái trang web ngày hôm nay mình chia sẻ cho bạn giúp các bạn thể kiếm được cái số lượng satoshi của đồng BLB rồi mình lại ấn mục dấu ba gạch đây này còn bạn nào mà muốn đi mời bạn bè các bạn có thể ấn vào đây này. Đấy, sau đó các bạn đã có thể ấn vào cái phần này để chúng ta có thể lấy cái đường link nhé Để các bạn có thể sao chép cho mình cái đường link này, đi chia sẻ mời bạn bè và các bạn có thể nhận được một chút phần trăm khi mà người ta làm nhiệm vụ nhá. Đấy là cái phần mà mình hướng dẫn các bạn là lấy đường link này. À, còn phần nào đây để lâm dịch sang này. À, lịch sử này các bạn này, lịch sử này. Lâm sẽ ấn một phần lịch sử nhá. À, đăng ký này. À, xem có mục rút tiền ở à, đây đây đây. Đây nó sẽ hiện lên cái phần đó là phần rút tiền đây này. Đây các bạn, đây là những cái phần mà mình đã rút tiền ở trên cái trang web này như các bạn để ý này, mình đã rút hai lần rồi nhá, mình đã rút hai lần và mỗi một lần như các bạn có thể để ý này. À, 0.0019 này, 0.0016 Satoshi nhá. Đấy, số lượng mình rút cũng khá là nhiều ở trên cái trang web này. Đây là cái lịch sử nhá, cho thấy hiện tại cái trang web này của nó vẫn rất là uy tín nên là các bạn thể tham khảo cho mình. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đã rút tiền nhá các bạn sẽ quay sang này các bạn ấn một phần hồ sơ ở đây cho mình nhá à, trước khi chúng ta rút tiền chúng ta cần phải liên kết với cái địa chỉ ví nhé các bạn ấn một phần hồ sơ ở đây cho mình này ở trong cái mục hồ sơ này các bạn có thể thiết lập cho mình cái uh, yếu tố google authen này nhá có nghĩa mã 2 fa các bạn thiết lập cho mình nhá cài đặt cho mình cái google authen về xong xác minh cho mình để cái tài khoản của bạn nó bảo mật an toàn hơn cho mình nhá rồi các bạn ấn một phần ví ở đây cho mình này rồi sau đó các bạn kéo xuống bên dưới này cho mình nhá. Đây, địa chỉ ví đây. Các bạn có thể lên cái ví uh, Forecast Pay ấy. nhá. Các bạn lên cái ví Forecast Pay các bạn sao chép cho mình cái địa chỉ ví ra đây. Các bạn dán ra đây sau đó các bạn kéo xuống bên dưới này. Các bạn ấn mục phần liên kết đây là chúng ta có thể liên kết thành công được cái địa chỉ ví nhá. Ở đây thì Lâm đã liên kết rồi, bây giờ mình sẽ quay sang hướng dẫn các bạn rút tiền nhá. Ấn mục phần bảng điều khiển ở đây. Để các bạn để ý đã có là 3.800 rồi Vừa lấy là 3.700 Bây giờ là 3.800 rồi Các bạn ấn một phần rút ở đây cho mình nhé Rồi mình sẽ ấn một phần rút đây nhé Ở đây thì cũng có rất là nhiều những đồng coi để các bạn thể rút này Các bạn sẽ chọn cho mình đó là cái đồng tốc cần BLB nhé Bởi vì cái trang web này là cái trang web các bạn rút về BLB Ở đây min rút của nó rất là thấp Chỉ có 1.000 Satoshi thôi là chúng ta có thể rút được rồi nhé Để các bạn chọn ở đây cho mình này và giá trị hiện tại của BLB đang là 369 đô trên một cái đồng token này. Tính ra thì nó rơi vào tầm gần 8 triệu tiền Việt. Khá là cao, gần 8 triệu tiền Việt nhá. Rồi bây giờ mình sẽ ấn mục xác nhận ở đây này. Rồi các bạn kéo lên trên cho mình. Đây nó sẽ hiện lên phần đây nhá. Hiện đây cái địa chỉ ví mình đã liên kết rồi phải không? À, số lượng Satoshi này và cái số lượng mình nhận được là 0.004 đây nhá. Phí của nó có một chút này. Bây giờ mình sẽ ấn mục rút ở đây nhá. Đây mình sẽ ấn một phần rút đây Đây các bạn để ý này à, Bạn có chắc chắn rút không này Đến với cái địa chỉ này không ấy Đấy, nếu mà chúng ta kiểm tra lại mà chuẩn cái địa chỉ ví của các bạn rồi Các bạn một phần xác nhận ở đây cho mình nhé Để chúng ta có thể đồng ý nhé Rồi như vậy là mình đã rút tiền thành công này Nó bảo là xử lý cho chúng ta trong 3 ngày làm việc nhé Trong 3 ngày làm việc là nó Đây các bạn để ý là nó đang xử lý này Những cái mà nó đã gửi là nó sẽ báo là đang thanh toán rồi nhá, Còn cái nào mà chưa xử lý nó sẽ báo là đang xử lý này ấy rút tiền nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà không đến 3 ngày đâu là chúng ta sẽ nhận được nhá. Rồi đấy là cái phần mà mình hướng dẫn các bạn à rút tiền này. Cũng như là cái phần mà mình chia sẻ cho bạn giúp các bạn thể kiếm được cái số lượng satoshi ở trên cái trang web này để các bạn thể quy đổi ra cái đồng token BLB nhá. Thì ở trên cái trang web này bạn nào không hiểu thắc mắc gì, các bạn thể kết bạn qua Zalo hoặc Facebook với mình, mình sẽ hướng dẫn nhé Bây giờ Lâm sẽ sang quay một cái event và tặng thẻ cho một bạn may mắn nhất đây. Bây giờ Lâm sẽ quay một cái event và tặng thẻ cho một bạn may mắn nhất nhé Xem video đợt trước của mình có bao nhiêu comment đây Các bạn th muốn tham gia event của mình ấy Các bạn không cần phải để lại số điện thoại đâu nhá Mà các bạn comment cho Lâm một lời chúc này Hoặc là có câu hỏi gì các bạn có thể hỏi ở bên dưới comment nhá Rồi đấy là một cái thay đổi nhỏ ở trên event của Lâm này à, Video đợt trước của Lâm có 63 comment Bây giờ Lâm sẽ chọn ra một bạn may mắn nhất đây Xem bạn nào nhanh nhé rồi xin chúc mừng bạn HBV Channel này uh, Thank you AD đã chia sẻ Ok cảm ơn bạn rất là nhiều nhé Thì sau video này bạn có thể kết bạn qua Zalo hoặc Facebook về mình Mình sẽ gửi cho bạn một phần quà nhé Video của mình kết thúc ở đây Xin chào tất cả bạn